Hello, ngoài đường pitch xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Lúc này thì mình đang có mặt tại trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để mà tác nghiệp buổi tập của đội tuyển Việt Nam cũng như là U23 Việt Nam. Và cũng khá là bất ngờ khi mà mình vừa mới gặp trung vệ Bùi Tiến Dũng và Văn Hào. Cả hai thì đã xách vali để trở về nhà. Lý do là ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ và Tiến Dũng cũng như là Văn Hào thì không có tên để xuống thi đấu ở Nam Định gặp đội tuyển Palestine ở phía đằng xa kia. Hai bạn sẽ ra về. Đây là tòa nhà nơi mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và U23 họ nghỉ ngơi trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho hai giải đấu. Đó là vòng loại bảng C của giải U23 châu Á diễn ra tại Việt Trì, Phú Thọ. Và thứ hai là trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine. Bây giờ thì Vlog Mình Được Biết sẽ tranh thủ ra sân để tác nghiệp. Chiều ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam họ sẽ tập luyện trước vào lúc 15 giờ. Sau đó thì đến lượt đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện vào lúc 18 giờ. Lúc này thì giới truyền thông cũng đã có mặt để chuẩn bị tác nghiệp buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam. Hello anh. Hello. Dạ. Quá trời anh em luôn. Không biết là các em, tụi con U mười mấy? U14 hả? Trời ơi, chút xíu à. Đây là U14 Việt Nam. Trời ơi, bằng xem tầm tuổi con của mình. Đến giờ đi tập. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng với tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng là những người xuất hiện đầu tiên ở sân tập ngày hôm nay. Nhâm xin phép gửi về đoàn luôn. Nhâm mời cầm mic ngoài đấy cho. Quay sát vào đây à? Anh đứng đấy được rồi anh ạ. Em muốn đưa anh đi đâu anh cũng đi hết. Bước ra nhà Mỹ. Như anh quá rồi, anh sang bên phải anh tí nữa. Một bước nữa. Quá thôi em quá. Như chúng tôi đã thông tin thì hôm nay cũng là ngày tập luyện đầu tiên của đội tuyển Olympic quốc gia chuẩn bị cho ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Thì trong cái ngày tập luyện đầu tiên này thì huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ chia sẻ với phóng viên báo chí cái kế hoạch chuẩn bị cũng như sự chuẩn bị của đội.
Sau đây chúng tôi xin mời câu hỏi. Xin ông có thể chia sẻ rằng là vì sao mà lựa chọn hai cầu thủ được xem là trên 23 tuổi là Đỗ Sĩ Huy và Lê Mạnh Dũng không ạ? Theo cái quy định của giải thì chúng ta được quyền bổ sung 3 cầu thủ. Nhưng trong cái thời điểm đó chúng tôi đăng ký danh sách thì có một cầu thủ nữa, chắc các bạn biết là Bùi Tiến Dũng. Nhưng lúc đó thì một số giấy tờ chưa đủ, chính vì thế chúng ta không thể đăng ký được Bùi Tiến Dũng. Và còn lại thì chúng ta biết rồi, có Đỗ Sĩ Huy và Nhâm Mạnh Dũng, hai cầu thủ lớn hơn 23 tuổi. Đó là quy định của giải cho phép. Vâng, nhưng mà có thể hỏi thêm với anh Tuấn là vì sao lại ông lựa chọn là thủ môn Đỗ Sĩ Huy và thứ hai là Nhâm Mạnh Dũng không ạ? Bởi vì chúng ta với những cầu thủ trên 23 tuổi chúng ta có rất nhiều lựa chọn, nhưng sao lại lựa chọn Nó cũng có nhiều cái yếu tố chúng ta phải cần lưu ý. Giải đấu này là giải đấu thuộc tổ chức của châu Á AFC. Đó thì nếu như tôi thì cũng muốn rất nhiều cầu thủ khác, những cầu thủ như là Nhâm Mạnh Dũng hoặc là Đỗ Sĩ Huy thì có khả năng lên đội tuyển thi đấu nhiều hơn các cầu thủ khác. Thì các cầu thủ khác thì chắc chắn các bạn biết rồi, thì giải V-League đã tập trung rồi, và cái thời điểm chúng ta thi đấu Ajax thì chắc chắn họ không đi. Nếu tôi đăng ký hoặc là tôi cho những cầu thủ đó lên thì chắc chắn họ cái xác suất đi rất là thấp, mà chúng ta không có cơ hội để thay đổi người. Cái danh sách chúng ta chỉ có 30 thôi, và thay đổi hay chọn lựa chỉ trong 30 cầu thủ thôi. Trước đó thì ông có đã, trước hai cái cầu thủ này thì ông có lời yêu cầu để cầu thủ bất kỳ nào trước hai cầu thủ? Tất nhiên trước khi đưa ra một quyết định để đăng ký danh sách thì chúng tôi cũng đã theo dõi rất lâu, và theo dõi những cái vị trí những cầu thủ mà có thể đáp ứng, những cái vị trí mà có thể làm nòng cốt cho cái U23 của mình. Các bạn biết rồi, U23 mình vẫn sử dụng tiếp tục các cái cầu thủ rất là trẻ. Chính vì thế những tuyến, những cầu thủ mà có khả năng làm cái bộ xương làm cho nòng cốt cho đội tuyển thì tôi lưu ý tôi chọn. Chẳng hạn thủ môn, chẳng hạn trung vệ Bùi Tiến Dũng lúc đó, hoặc là tiền đạo có Nhâm Mạnh Dũng. Thì Nhâm Dũng cũng có những cái kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thi đấu SEA Games, thi đấu đội tuyển quốc gia. Đội hình của Olympic Việt Nam hiện tại có 12 cầu thủ thôi, sáng nay là 11, thì cái điều này có gây khó khăn cho ban huấn luyện không? Nếu mà nói không khó khăn thì nó cũng không đúng, nhưng mà điều này chúng tôi cũng đã lường trước khi mà cùng với phòng đội tuyển quốc gia thì cũng đã làm kế hoạch. Thì trong quá trình làm kế hoạch cũng xem xét theo dõi cái hệ thống thi đấu giải vô địch quốc gia của mình rồi mọi thứ nữa, thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng, cũng đã chuẩn bị những cái tình huống này thôi, và chúng ta cố gắng chờ đợi khắc phục những cái tình huống khó khăn này thôi. Ông dự kiến là trong số 22 cầu thủ này thì chúng ta sẽ được chọn bao nhiêu cầu thủ đi ASEAN? Chắc chắn là cái lực lượng hiện tại tham dự U23 châu Á vòng loại sẽ là cái lực lượng chính để kết hợp với cái nhóm cầu thủ này đi ASEAN. Chắc chắn là tôi sẽ đem tất cả cầu thủ này. Trong sắp tới sẽ có đầy đủ 22 cầu thủ, chúng ta được phép đăng ký 23 thôi. Thì chắc chắn là tôi sẽ đem đi hết. Làm sao, và các bạn biết rồi, ở sân chơi này nó hoàn toàn nó khác sân chơi Đông Nam Á. Các đội ở châu lục, và đặc biệt chúng ta biết Ả Rập Saudi, Iran là hàng đầu châu lục nữa. Thì chúng ta cần một cái lượng đủ mạnh để chúng ta chơi. Trong một tuần tập luyện sắp tới thì kế hoạch của đội tuyển là có thi đấu giao hữu. Các bạn biết rồi đấy, có 11 cầu thủ, chúng ta rất là khó để tổ chức một cái trận đấu giao hữu. Nhưng mà đa số các cầu thủ hiện tại đang tập trung ở đây thì cũng đã thi đấu và tập luyện cùng nhau rất là nhiều. Đó là thứ nhất. Với thứ hai, chúng ta không có thời gian và chờ cho các cầu thủ, các anh ở U23 đã xong cái vòng loại chúng ta mới tập trung đủ. Và lúc đó thì cũng không còn thời gian nữa. Vấn đề chúng tôi tập trung điều chỉnh, sửa chữa những cái sai số của mình, làm sao cho khi chúng ta vào, bắt nhịp vào chúng ta chơi luôn. Không còn thời gian để chúng ta thi đấu nhiều nữa. Thôi được không? Chúng ta hướng đến giải ASEAN năm nay với hy vọng là sẽ tuyển chọn những cầu thủ trẻ có chất lượng với những quốc gia. Tuy nhiên thì với người hâm mộ thì nhiều khi họ sẽ nhìn vào thành tích. Trong hai kỳ ASEAN gần nhất thì một kỳ thì chúng ta vượt qua vòng bảng, một kỳ thì chúng ta vào đến hạng tư của giải đấu, thì đấy có phải là áp lực dành cho cá nhân ông hay không? Khi mà hai kỳ trước đó thì chúng ta đều có những cái cột mốc nhất định. Tôi cũng đã trả lời rồi, tôi chả áp lực gì cả. Mục tiêu của cái định hướng liên đoàn đối với
chúng tôi thì nó cũng rất rõ ràng, không phải đến Asia đâu, ta biết rồi, Đông Nam Á. Và chính cái chính nhất là làm sao có những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Nhiệm vụ mà tôi nghĩ là Tôn đã phát biểu rồi, tôi nghĩ là với bản thân mình, tôi nghĩ đó là trách nhiệm. Trách nhiệm làm sao cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia có nhiều sự lựa chọn hơn, chứ không phải là thành tích. Còn nếu mà đặt thành tích ra, chúng ta cũng phải xem xét lại chúng ta ở đâu ở cái châu Á này. Và thứ hai nữa, cái định hướng thì chúng ta phải cố gắng làm sao thực hiện cho nó đúng, tạo cơ hội các cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn, tạo cho các cầu thủ tham gia những cái sân chơi lớn hơn để họ có những kinh nghiệm, họ có những cái trải nghiệm sau này, nếu như có cơ hội lên được tuyển quốc gia thì họ đã ứng được. Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn. Mọi người có lấy mic thì lấy nhá. Điên Mạnh Dũng ơi. Rồi, đây anh Ngữ ra. Đây. Một cổ ba chồng. Đúng rồi, em được sang bên phải. À, chúng ta tiếp tục với Nhâm Bình Dũng, một trong hai cầu thủ trên 23 tuổi của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự cái ASEAN 19 sắp tới. Một gương mặt cũng rất là quen thuộc với các anh chị rồi. Xin mời. Em biết thông tin rằng mình được tuyển chọn vào đội Olympic Việt Nam tham dự ASEAN từ khi nào và cảm xúc của em là sao? Thông tin em biết được thì công văn em mới biết được cách đây 3 hôm và cũng rất bất ngờ. Và cũng đó là một niềm vinh dự, tự hào khi được triệu tập lên đội tuyển dù ở cấp độ U hay là đội quốc gia. Tú, đây không phải là lần đầu tiên em làm việc với thầy, thấy buổi sáng này là buổi tập đầu tiên rồi đấy, em thấy thầy Tuấn thì em có làm việc từ U18, U19 rồi và cũng hai thầy trò cũng quen nhau và cũng không lạ lắm gì nhau. Trong buổi tập sáng nay thì em thấy là sau một quãng thời gian quay lại mình cũng biết thực sự thì đội bây giờ cũng chưa đủ quân số nên là buổi tập sáng nay chủ yếu để củng cố và lấy lại thể trạng cho những anh em mới tập trung. Thường thì khi mà mình tham gia giải trẻ thì mình là cầu thủ trẻ rồi, nhưng mà bây giờ mình đang diễn là cầu thủ quá tuổi, mặc dù trong cái thể thức là mình vẫn đang ở trong cái tuổi mà đúng được xem là trẻ, thì cá nhân em cảm thấy thế nào khi mà sự kỳ vọng? Thì ai cũng sẽ kỳ vọng vào những cầu thủ trên 23 tuổi sẽ là cánh cho các đàn em của mình, thì em có được hay không? Trước tiên thì cũng đấy cũng là vinh dự của mình và cũng là trách nhiệm khi mà triệu tập mình là một trong cầu thủ quá tuổi thì chắc chắn sẽ phải dìu dắt và hướng dẫn cho các em và cũng sẽ cố gắng để có thể làm thật tốt và hoàn thành nhiệm vụ của huấn luyện viên làm. Hello. Ok, ta tập về. Bây giờ nó có một cái option. Chúng ta vừa mới nghe xong phần trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng như là tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng là một trong hai cái tên trên 23 tuổi được nhà cầm quân người Khánh Hòa bổ sung cho đội tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho sân chơi ASEAN 19. Ngày hôm nay thì trong buổi sáng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng với 11 cầu thủ đã ra sân để tập, chủ yếu là để bắt nhịp với cái guồng quay mới để mà chuẩn bị cho các cái trận đấu tại ASEAN 19. Bây giờ thì Vlog Mạnh Đường Pit cũng sẽ tranh thủ đi sang sân tập nơi mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tập luyện để chuẩn bị cho ASEAN sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 tới đây, với trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu với đội tuyển Olympic của Mông Cổ. Sân tập của đội tuyển Olympic Việt Nam là sân số 2, nằm ngay bên cạnh sân đang bị quay lại. Sân này thì sẽ dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Jouzier. Họ tập luyện ở trong này để mà chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển U23 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày mai, ngày 9 tháng 9 năm 2023. Còn ở sân bên cạnh thì không cần phải quay lại, được rộng mở ra như thế này. Tại vì lực lượng của đội tuyển Olympic Việt Nam thì cũng chỉ có 12 cái tên. Tuy nhiên lúc này thì góp mặt mới chỉ có 11 cầu thủ mà thôi. Chào anh Dũng. Hello em. Anh Nguyễn
được biết đúng không anh? Chào anh ạ. Đây là nhóm các cầu thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam. Chúng ta có thể thấy những cầu thủ quen thuộc. Ở trước mặt chúng ta là hai thủ môn của đội tuyển Olympic Việt Nam, đó là Đỗ Sĩ Huy và Quang Văn Chuẩn. Trong đó Quang Văn Chuẩn là người đã được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất của giải U23 Đông Nam Á năm 2023 vừa kết thúc tại Rayong, Thái Lan. Quang Văn Chuẩn đã cản phá thành công tình huống penalty thứ 6 của đội tuyển U23 Indonesia, góp phần giúp cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Trong khi đó thì theo như quan sát của mình thì có tổng cộng 9 cầu thủ đang tập luyện ở nhóm các cầu thủ thi đấu. Đó là gương mặt rất quen thuộc, Đinh Xuân Tiến, có Nguyễn Quốc Việt, có Nguyễn Đức Việt, có Nhâm Mạnh Dũng. Một điều đáng tiếc là Nguyễn Minh Quang thì do không được đăng ký vào danh sách sơ bộ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nộp cho ban tổ chức của ASEAN 19 cách đây 4 tháng, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể bổ sung bạn ấy để thi đấu ở giải đấu diễn ra tại Trung Quốc vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Cầu thủ mang áo số 43 mà trên màn hình của cả nhà đang theo dõi đó chính là Võ Nguyên Hoàng, tiền đạo mà huấn luyện viên Philippe Chusse đã chuyển bạn ấy sang đội tuyển U23 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để chuẩn bị cho sân chơi ASEAN. Có rồi, có rồi. Võ Nguyên Hoàng ở đây mà. Ok, vậy là thiếu cầu thủ Trần Nam Hải, trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại là đang được huấn luyện viên Philippe Chusse tăng cường ở đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy mà quân số của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong buổi tập ngày hôm nay sẽ chỉ là 11 cầu thủ, bao gồm là 9 cầu thủ và 2 thủ môn, đó là Đỗ Sĩ Huy và Quang Văn Chuẩn. Gió đang rất là lớn ở trên sân. Và đây là Lê Tấn Tài, trợ lý của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở vòng chung kết của giải U17 châu Á. Sau đó thì có một khoảng thời gian thì Lê Tấn Tài không lên tuyển. Bây giờ thì anh đã được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi lên để giúp sức. Ngoài ra thì còn có anh Thông là Kidman rất là quen thuộc. Xin lỗi. Đằng xa bụng bự vừa rồi là anh Trần Minh Chiến, còn đây mới là anh Thông nè. Kidman rất là quen thuộc ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thông được anh Hoàng Anh Tuấn gọi lên để hỗ trợ trong khoảng 10 ngày trước thời điểm mà đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường đi Trung Quốc, thì anh Thông sẽ có mặt tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam để hỗ trợ cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong việc chuẩn bị các cái trang thiết bị, dụng cụ để tập luyện. Còn đây là huấn luyện viên thủ môn Trần Đức Cường, một gương mặt cũng đã rất là quen thuộc rồi.
Đội nón trắng ở đằng xa vẫn là huấn luyện viên rất quen thuộc, đó là anh Trần Minh Chiến. Vậy là chúng ta vừa xem xong một trích đoạn ngắn về buổi tập của đội tuyển Olympic Việt Nam. Xin được nhắc lại cái tên Olympic Việt Nam để dễ phân biệt, tại vì đây là đội tuyển được tăng cường 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Tuy nhiên là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cuối cùng là chỉ gọi 2 cầu thủ trên 23 tuổi, đó là Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sĩ Huy mà thôi. Còn lại thì đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chusse thì bây giờ sẽ chuẩn bị vào sân để tập luyện, và mình sẽ mang đến cho quý khán giả những cái hình ảnh về phần tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse ở trong một đoạn clip khác. Rất cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình của Vlog Olympic, và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like, share, và nếu như chưa đăng ký theo dõi thì có thể cho mình xin một subscribe. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.